Xin mời bạn giới thiệu về mình. Em xin chào anh Nguyễn Linh cũng như chị Nam Thư và tất cả các quý vị khán giả có mặt trường quay ngày hôm nay, và đặc biệt hơn là bạn gái xinh đẹp kế bên em. Thì em tên là Nguyễn Thanh Duy, hiện tại em 25 tuổi, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Long An. Hiện tại em đang làm nhân viên của một công ty bảo hiểm nhân thọ ở tỉnh Tiền Giang. Duy ở Long An mà ở huyện nào? Dạ em ở thành phố Tân An. Ngày nào cũng đi từ Tân An về Tiền Giang? Dạ đúng rồi, một ngày em đi làm coi như là một chuyến đi phượt người ta vậy. Ừ, xa vậy đó hả? Dạ. Làm tại thành phố Mỹ Tho không? Dạ làm tại thành phố Mỹ Tho. Ồ, mời bạn gái. Dạ em chào chị Nam Thu, chào chú Quyền Linh và tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Huỳnh Tiên và hiện tại em 23 tuổi và công việc hiện tại của em là thu ngân. Ủa em tên ngắn gọn vậy luôn, Huỳnh Tiên? Dạ tên đầy đủ của em là Huỳnh Thanh Lộc Đào Tiên. Huỳnh giờ, Thanh Lộc. Lộc Đào Tiên. Dạ đúng rồi, năm chữ ạ. Tại sao ba mẹ đặt mình tên dài vậy? À, dạ ba em nói là em sinh ra trong cái lúc mà phim Tây Du Ký ra chị, nên là ba rất là thích cái mấy quả đầu tiên mà Tôn Ngộ Không ăn á, xong rồi cái ba đặt em vậy luôn. Trời ơi, đặt cái tên Đào Tiên trong phim Tây Du Ký. Dạ đúng. Không rồi sợ mấy con khỉ nó hái hả? À, bây giờ Tiên nói một tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, sống tình cảm, hòa đồng. Còn điểm yếu của em là lười, rất là lười làm việc nhà. Em hay ngủ, và ngủ bất chấp luôn. Khi mà em ngủ rồi thì không có ai gọi điện cho em được hết. À, nhiều điểm xấu lắm, nhưng mà thôi để từ từ bạn Nam nó tìm hiểu sâu. Chứ mà giờ nói hết ra chắc bạn không dám bấm nút luôn. À, Duy. Về điểm mạnh của em là em người biết nấu ăn, cũng như là biết quan tâm đến suy nghĩ người khác hoặc là giúp đỡ người khác. Về điểm yếu của em thì mình biết giặt đồ, rất là ít nói, rất là nhát gái luôn. Nhát gái lắm hả? Dạ đúng rồi, thấy gái rung lắm anh. Có mấy mối tình rồi? Dạ chỉ hai mối tình thôi. Mối tình kéo dài bao lâu? Dạ mỗi mối tình kéo dài khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi. Tại sao chia tay hai mối tình? Trước kia thì em cũng làm bên mảng kinh doanh, cũng như là vừa kinh doanh vừa là kỹ thuật luôn. Gia đình bạn ấy thì lại không thích về những công việc mà tay chân nhiều quá, nên họ không có muốn tụi em tiếp tục được nữa. Tức là vì gia đình mà cô ấy em chia tay? Dạ đúng rồi. Mời đàn gái cho tôi biết một chút xíu về tình trường. Em trải qua hai mối tình rồi ạ. Mối tình đầu tiên là lúc đi học cấp 3, và mối tình thứ hai là cách đây 3 năm ạ. Lý do tại sao mình lại chia tay? Tại vì em thì làm bên dịch vụ, còn bạn thì làm giờ hành chính, cho nên là hai đứa không có nhiều thời gian dành cho nhau á chị. Cái bắt đầu sinh ra mâu thuẫn mà không thể nào mà giải quyết được, cho nên là tụi em tôn trọng nhau dừng lại. À, dạ. Em có hay ghen không Tiên? Dạ em cực kỳ ghen ạ. Cực kỳ luôn? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà ghen giống như là ghen có chọn lọc lắm chị. Giống như là em chỉ, em không có yêu cầu bạn trai của em là ừ đi đâu là phải báo cáo này kia kia nọ đâu. Nhưng mà em chỉ cần là anh ấy đi đâu hay là đi gặp ai, chỉ cần là có một cái ý thức trong đầu là ừ mình có người yêu rồi là được. Ghen như vậy thì cũng hợp lý. Em có bao giờ ghen mà vô lý chưa? Giống như là bạn thân, suốt ngày cứ nhắc tới bạn thân. Ở bạn thân anh là người như thế này, cô ấy bệnh hay này kia, cái xong rồi sốt vó chạy vô bệnh viện này kia, là em cũng không có thích điều đó. Ờ, à, dạ. Mà em đã gặp trường hợp đó chưa? Dạ rồi ạ. À, là người yêu em cũng có bạn thân là con gái? Dạ đúng rồi. Đàn trai bên kia ơi. Dạ em mình nghe có chị. Bạn thân là con gái không? Dạ có, mà bạn thân em con gái thì nhiều hơn con trai. Ê chà. Chết cha rồi. Mà ngọn gái lại nhắc gái. Anh nhớ rõ ràng nha anh. Dạ đúng, có rõ ràng, mà đặc biệt hơn cái đó là mình đi đâu mình đều báo cáo cho được hết. Mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào hả Duy? Em không có yêu cầu nhiều. Cao 1m55 trở lên là được. Thì tóc đừng ngắn quá, cỡ khoảng ngang vai. Và bạn đó biết nhậu xíu. Tại vì có thể buồn thì hai đứa rủ nhau đi nhậu tay đôi cũng được. Trời ơi. À, tìm Tiên. Bạn gái biết nhậu ha. Dạ không, xong rồi. Cái điểm yếu của em một cái nữa là em không hề biết nhậu luôn. À, không sao đâu bạn. Bạn với mình mà có tiến tới với nhau á, mình sẽ dắt bạn về nhà mình và nhà mình sẽ đào tạo bạn ngay từ ban đầu. Trời ơi. Trời ơi. Cái mẫu hình lý tưởng của Duy có thể đề ra giống như người nào không? Em thích cá tính mạnh như chị Nam Thư, nhưng mà nhẹ nhẹ hơn xíu thì vẫn tốt. À, tốt hơn. Chị Nam Thư cá tính hơi mạnh đúng không? Dạ đúng rồi. Em ơi chị là mạnh lắm chứ mà mạnh thường. Tiên, cái mẫu người lý tưởng của em mong muốn là gì? Mẫu bạn trai mà em mong muốn đó là một người sống tình cảm, trưởng thành. Em nghĩ là chị cần một cái rất là quan trọng nữa là yêu thương em thật lòng. Thì tại vì em nghĩ là khi mà yêu thương em rồi thì tất cả những cái điểm xấu bạn sẽ tự thay đổi. Dạ. Em có hình mẫu cụ thể nào không? Dạ giống như Hứa Vị Văn chẳng hạn đó chị. Hứa Vị Văn. Nhưng mà thân hình em không có bằng được nấy, liệu có bạn ấy có chấp nhận không chị? Mỗi người khác nhau, nhưng mà cao thì hình như bên đây cao hơn rồi nha. Em cao 1m73. Wow, chắc cũng cỡ Hứa Vị Văn á. Để qua coi anh Hứa Vĩ Duy. Duy. Dễ thương lắm. Dạ em thưa chị. À, mặt rất là
Sói ca, sơ mi trắng ha. Hot boy lắm chứ bộ. Rất là mũm mĩm, mũm mĩm đúng không chị? Không, mũm mĩm đâu, chị thấy được mà. Rất là mũm mĩm. Được, được. Dạ chịu đúng không? Ừ, về ngoại hình là chị chịu rồi đó. Dạ. Bắt đầu vô phỏng vấn nè. Dạ. Điều gì em không thích ở phụ nữ? Ghen tuông quá bừa bãi. Mà em ngộ cái là em lại thích bạn nữ là càm ràm. Em thích phụ nữ càm ràm. Đúng rồi. Ồ. Em là chắc là một người đàn ông duy nhất trong một phần ngàn luôn. Nhiều khi về cũng khổ quá, cũng không thích càm ràm vậy, hai đứa càm ràm càm qua càm lại vậy vô chị. Vậy em có tính càm ràm không? Đôi khi thôi. À, đợi chị xíu, Tiên em có càm ràm không? Dạ em không biết có không, nhưng mà bạn thân em thì suốt ngày nó cứ nói là tao ghét cái tính càm ràm của mày quá. Chắc là cũng ít ít vậy thôi là chị. Được, chịu. Được, chịu. Thích càm ràm. Rồi chị thấy đàn ông á, kiếm phụ nữ là đừng có càm ràm. Đây là trường hợp đầu tiên mà thích phụ nữ càm ràm đó nha. Em có thích bạn gái em sửa soạn, thích bạn gái em đẹp rồi vậy không? Sửa soạn nhưng mà đúng địa điểm và đúng cách. Chứ đừng làm lốt lăng quá. Tức là không tóc xanh tóc đỏ đồ. Không, đồ tóc vàng, xanh tóc đỏ vẫn được, xăm trổ gì vẫn được, không sao hết. Bận cái đầu nào thoải mái thì mình đi tới như đó chơi vui là được. Chứ không phải là hở ra như đi chợ cũng diện lên vest ha, sơ rê này nọ. Ờ cái đó thì hơi hờm quá. Đua cá là... mặc sơ rê không được ha. Em có chuẩn bị gì cho tương lai sắp tới nếu như cả hai tiến tới hôn nhân kết hôn không? Dạ có, em có soạn thảo trong một cái món quà cũng như em thấy rồi. Soạn thảo cái gì cho chị coi được không? Dạ chị, nó có điều khoản dài lắm. Hợp đồng tình yêu. Ít chữ lắm nha mọi người. Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Bảo hiểm tình yêu Duy Nguyễn. Giấy chứng nhận bảo hiểm. Hợp đồng số 1 ngày hiệu lực ngay lập tức. Ngày kết thúc hợp đồng già rụng răng xuống lỗ. Người bảo vệ Nguyễn Thanh Duy, gọi tắt là thằng bé. Người được bảo vệ ... gọi tắt là bạn. Dài quá đọc không nổi. Ôi trời má. Không, hai tờ giống nhau chị. Mỗi người giữ một bản. Một từ bản. Dạ, thôi em rồi. Giữ đi. Tí xíu nữa gặp mặt bạn, em đưa bạn. Nếu mà đồng ý ký vô. Dạ đúng rồi. Vì tình yêu em có thể chuyển công việc lên thành phố Hồ Chí Minh được không? Em nghĩ là chắc được. Em thấy là được đó. Chị thấy là được nha. Bé Đào Tiên. Dạ. Chị thấy là ổn đó. Ừ, cậu này năng động đó. Năng động, lanh lợi. Em thấy rằng nhanh và không ngại khó. Qua bên Đào Tiên coi sao. Trời, Đào Tiên chào con. Tóc rồi đẹp quá hả? Cảm ơn ạ. Lung linh quá. Nhưng mà bạn bên đó bạn nói là không thích tóc xanh tóc đỏ. Không ơi, bạn thích mà. Vẫn được. Bạn thoải mái luôn. Dạ. Có thể là tóc xăm. Có thể nhuộm 7 màu cũng được luôn. Bây giờ con muốn lấy chồng chưa? Dạ chưa ạ. Khoảng mấy năm nữa? Dạ năm nay con 23 thì tầm 2-3 năm nữa đi chú. 2-3 năm nữa dạ. Hả? Con nghĩ là người ta thương con thì chắc là người ta sẽ đợi thôi mà. Không đợi đâu, nó cưới liền tay à. Cưới luôn chú. Dạ. Chịu. Được á. Chính kiến dữ ghê. Nói thôi con 2-3 năm nữa mà cưới đi, cưới luôn, cưới. Hôm nay cũng là một tiếp người hiện đại đó chứ. Dạ. Con ghét tính gì của đàn ông nhất? Nổ chú. Nổ hả? À, dạ, không tôn trọng bạn gái mà. Nãy giờ coi bên đây có nổ gì không? Nãy giờ con thấy là bạn cũng hay nói đấy. Nhưng mà không có nổ đâu. Nói thiệt lòng á nha. Dạ. Rồi, không thích tính gì nữa? À, con trai mày nói nhiều chú. Nãy giờ thấy bên đây nói nhiều không? Cũng hơi hơi chú, nhưng mà vui tính, con chấp nhận được. Người ta làm cái công việc, cái gọi là tính chất nó phải là như thế. Đúng dạ. Rồi. Mà không làm như thế thì cũng không có bán được hàng. Dạ, tại con làm dịch vụ cho nên con hiểu cho bạn. Đúng rồi. Dạ. Bên đây là cũng rất là đẹp trai, phong dạ. độ. Dạ. Rồi đi bán dịch vụ cái công việc đó thì cũng gặp rất nhiều đối tượng, thậm chí gặp rất nhiều cô gái đẹp. Mà cái tính con thì hay ghen. Con thấy là con cũng hơi lo lắng trong người vậy chú. Dễ có cạm bẫy lắm. Dạ. Nhiều khi đàn ông mà, thấy không? Dạ đúng rồi. Gặp hứa mua chừng cái hợp đồng dài tê cái là coi như tê tái luôn á, thí dụ trời vậy. Trời ơi, cái gì vậy anh Linh? Trời ơi. Không, mình nói, mình đặt tình huống trước. Mình đặt tình huống trước coi bên đó làm sao. Anh làm em hồi hộp. Thí dụ tình huống đó rồi làm sao? Dạ đúng rồi. Nếu như thế thì con xử lý thế nào? Con nghĩ là anh xây một cái nhà thì thấy đã cực rồi, chắc là không muốn xây nhiều cái nhà đâu chú. Hay, câu này hay nè. Đây cũng là một cô gái cũng rất thông minh đó. Chú thấy hai đứa hợp đó nha. Dạ. Bây giờ mình xin ý kiến người thân đi. Đàn gái đi với ai? Dạ con đi với dì với lại chị bạn thân của con. Chào dì. Dì thấy cũng được đó, nhưng mà ăn thua trái tim của con thôi. Dì thấy cậu con trai này sao? Thấy cũng đẹp trai, cũng thích hợp với Tiên. Thì dì cũng chúc cho cháu, dì với cháu có duyên thì đến với nhau. Cảm ơn dì. Duy đi với ai vậy? Dạ em đi với em họ em và đồng nghiệp cũng như là sếp của em. Ý kiến sếp sao? Xin chào hai anh chị. Lần đầu tiên thì mình cũng đến được cái buổi vui như thế này. Nhận định riêng của tôi thì tôi thấy là hai bạn rất có duyên. Bạn nữ duyên dáng, năng động, xinh. Cảm ơn ạ. Cảm ơn anh ạ. Sao người nhà sao con?
Em chào hai cô chú, em là em họ của anh Duy. Hôm qua cuộc nói chuyện của hai anh chị thì em thấy hai anh chị khá là hợp. Và những gì anh Duy nói là anh ấy nói thật, bởi vì anh ấy luôn luôn nói thật. Anh ấy hình như em chưa bao giờ thấy anh ấy nói dối cả. Em chúc hai anh chị sẽ tiến xa hơn. Nói tốt không ạ? Mình mở rào cho hai bên gặp mặt rồi cái gì tới nó tới. Mở rào. Rồi, em chào anh ạ. Chào em. Dạ. Thì anh cũng có món quà để tặng em. Tặng em những cây xương rồng. Còn em tặng cho anh là một cái hũ thủy tinh có đựng kẹo. Mỗi khi mà buồn á, anh bóc ra, anh lấy một cây, anh ăn, anh cảm thấy rất là ngọt ngào. Và khi đó biết đâu anh đỡ buồn hơn. Cảm ơn em. Cảm ơn. Nãy giờ anh nói chuyện thì anh thấy em như thế nào ạ? Em cũng hơi cá tính, năng động. Thì đâu đó thì ở đây thì anh nhìn sơ bộ bên ngoài thì chắc em cũng không phải hạng vừa vừa đâu. Đúng rồi anh. Ví dụ mà thân với ai rồi em rất là nhây, rất là điên điên khùng khùng vậy đó. Anh cũng như vậy đó. Em thấy là anh bây giờ anh đang ở xa em quá à. Ví dụ mà mỗi lần mà em buồn hay em gặp chuyện gì đó rồi em kiếm anh để em khóc hay này nọ thì em biết kiếm sao đây anh? Bây giờ hiện đại rồi thì giống như nửa đêm đi thì em có thể gọi video call hay gì đó. Mà nếu có sớm anh tranh thủ đi thì anh có thể phóng xe máy đi thẳng lên luôn trực tiếp luôn vẫn được, không sao. Không biết nói thế nào thì dạng như là bệnh nghề nghiệp, anh muốn thể hiện ra mọi con người anh trong cái hợp đồng tình yêu mà anh đã soạn. Dạ. Nếu mà em đồng ý thì trong đây em sẽ có 7 cái quyền lợi và 7 cái điều khoản dành cho em. Cái quyền lợi thứ nhất á, là bạn sẽ được một người luôn sẵn sàng ở phía sau và chia sẻ với bạn bất kỳ nơi đâu và thời gian. Cái thứ hai là lúc bạn cần là sẽ có người tranh thủ để bay đến bạn luôn. Cái thứ ba là sẽ có được những chuyến du hành đó đây bằng chiếc xe gắn máy. Thứ tư, bạn sẽ được người sẵn sàng chữa lộn với bạn bất kỳ lúc nào và kết quả luôn luôn là bạn sẽ thắng. Cái thứ năm, có được một người bạn nhậu tám chuyện cũng như là cái bao cát để bạn xả đạn bất kỳ lúc nào, lúc bạn buồn hay giận. Sáu là quan trọng nhất là tất cả chi phí ký kết và thực hiện cũng như là sự đồng hành của bạn cho đến khi nào cả hai cục xuống lỗ thôi. Mọi thứ chi phí đó sẽ được quy đổi thành một cái điều kiện, đó chính là bạn phải luôn chung thủy và yêu thương bé, đó chính là mình. Và cái cuối cùng về quyền lợi là sẽ được thêm khi bạn chính thức về ngôi nhà chung và trở thành boss cũng như là bà trùm của mình. Còn về điều khoản á, là bạn không được giận cá chém thớt, cũng như là không được nước rồi làm tới. Cái thứ ba là bạn phải biết suy nghĩ, cảm thông và chia sẻ cho thằng bé. Cái thứ tư là bạn phải trung thực và cung cấp thông tin chính xác rõ ràng cho thằng bé, như là lúc bạn đi công tác hay bạn đi chơi thì bạn cứ cung cấp rõ ràng đi rồi mọi chuyện đều qua. Năm là một khi tham gia là không thể hung dữ với thằng bé, nếu vi phạm bạn có nghĩa vụ phải dẫn dắt bé đi nhậu. Sáu là bạn có nghĩa vụ phải tuân thủ và làm theo ý kiến của thằng bé khi bạn đã làm sai một điều gì hoặc là lời nói xạo. Cuối cùng là nếu bạn vi phạm một trong những điều trên, có nghĩa bạn sẽ phải chăm lo và bên cạnh thằng bé cũng như chịu mọi trách nhiệm khi thằng bé yêu cầu. Còn về bản thân mình trong điều cái hợp đồng này đó, có là về 4 cái điều khoản. Cái thứ nhất, bạn sẽ là người đúng và là người chiến thắng trong mọi việc hay cuộc chiến tranh giữa tay đôi giữa hai người. Thứ hai là tuân thủ và sẵn sàng thực hiện các điều khoản cũng như là quyền lợi cho bạn. Thứ ba là không có nghĩa vụ cho những chuyện tào lao. Cuối cùng đó là có quyền thay đổi cũng như là giảm quyền lợi, tăng điều khoản và xử phạt bất kỳ hình thức nào để có lợi nhất cho con bé trong khi bạn đã làm sai. Thấy sao cô bé? Dạ con, nãy giờ con thấy toát mồ hôi rồi chứ. Bây giờ em có muốn ký luôn không? Bấm nút mới ký chứ. À dạ đúng rồi. Mình nói chuyện tình yêu hẹn hò trước cái đã. Lúc nãy em có nghe anh nói là những cái điểm mà anh không thích về bạn gái á, thì em hội đủ những cái anh không thích thì anh nghĩ như thế nào để mà anh thay đổi được em? Anh sẽ không thay đổi nhưng mà anh sẽ thích nghi để hòa hợp hơn. Chứ tại vì tính cách hoặc là một con người nào đó thì không bao giờ có thể thay đổi họ được hết. Ừ. Hồi nãy đàn gái có nói á, là đàn gái muốn khoảng 2 năm nữa mới kết hôn. Em rất thích đi du lịch hoặc đi phượt. Thì trong 2 năm đó thì tụi em có thể tạo những chuyến đi phượt để tìm hiểu nhau rõ hơn. Em thì thật sự là em không thích đi phượt ạ. À, mình có thể đi bằng xe giường nằm hoặc mất tới người khác. Chết rồi, em say xe làm sao đây ta? Có thể đi máy bay được không anh? Được em, miễn là em chịu đi là đi thôi. Dạ. Nếu đến với nhau thì chúng ta sẽ phát triển kinh tế thế nào và tiền bạc trong nhà ai giữ, con cái ra sao? Đúng rồi. Thích con trai, thích con gái. Khi mà chúng ta về đến với nhau á, trước hết thì mình xác định là mình sẽ ở đâu trước đấy đã. Một là em có thể về anh, thì dưới từ Long An lên tới em thì cũng gần chừng 1 tiếng thôi. Dự định là anh sẽ mở một quán nước ở thành phố Tân An luôn để tạo thêm cái thu nhập cho cá nhân cũng như là gia đình sắp tới. Còn về tài chính á, thì
chắc hẳn là anh sẽ giao cho em rồi. Anh là người giữ tiền không được. Con cái thì em nghĩ là một đến hai đứa thôi, thà ít nhưng mà mình lại dạy dỗ tốt hơn. Còn em thì em tính là sau này mà khi mà em kết hôn rồi á thì em sẽ đi học lại makeup với nail, tại vì em rất là thích hai cái đó. Không biết là anh có ủng hộ em không ha? Có, anh còn muốn một bạn nữ cũng như là người vợ tương lai của mình năng động đi làm là được rồi. Dạ xong rồi đó chị. Mình dành cho nhau khoảng một phút nữa để có thể hát tặng nhau hay là bài thơ tặng nhau gì đó, rồi mình cảm nhận về tất cả mọi thứ xong mình tiến hành bấm nút. Vậy em đọc được không anh? Được. Nhiều khi em thường mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Có khó không anh ơi, khi giấc mơ này xa xôi thì em xin giữ ước mơ đó ở trong suy nghĩ em mà thôi. Các bạn đặt tay vào nút bấm. Nếu người ngồi bên kia đúng là một nửa mà mình đang tìm kiếm thì mình bấm nút. Còn nếu mình cảm nhận mình không hề cảm thấy rung động thì không sao cả, không cần bấm nút, để dành cơ hội đó lại cho những người khác. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Lý do tại sao cô gái không bấm? Dạ tại vì là chính bản thân em với em không nói là anh không hợp với mình, mà em thấy bản thân mình không hợp với anh. Một chàng trai rất là năng động, anh nghĩ rằng em dù sao cũng đã bỏ qua một cơ hội cho mình ha. Hai người đều năng động hết cả, và anh ấy đã hứa tất cả những điều có thể làm vì em. Thật sự cái tờ này đó, nó là vui nhưng cũng rất là chi tiết. Có thể nói con người rất là rõ ràng và đang có một cái khát vọng, một mục đích, một cái người chủ động hướng tới tương lai của mình. Dù sao thì cũng rất tiếc khi hai bạn không đồng ý hẹn hò. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương cho riêng mình.